Với số ca mắc sốt xuất huyết tăng nhanh, hiện nay quận Liên Chiểu đang tập trung triển khai quyết liệt ngăn chặn dịch sốt xuất huyết bùng phát trên địa bàn, không để dịch chồng dịch ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Theo ghi nhận thời gian gần đây, mỗi ngày Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu tiếp nhận hàng chục bệnh nhân đến khám và điều trị sốt xuất huyết, trong đó có nhiều trường hợp sốt cao khi nhập viện. Mỗi tuần cơ sở này tiếp nhận điều trị nội trú cho khoảng 50 ca bệnh sốt xuất huyết, tăng gấp đôi số ca mắc so với cùng kỳ. Nếu như mà trong thời điểm tới nếu mà mình kiểm soát không tốt bệnh nhân thì có thể dẫn tới tình trạng quá tải tại bệnh viện. Nên là nếu được thì bệnh nhân chủ động phòng tránh cái bệnh sốt xuất huyết tại nhà, như chủ động phòng mũi, loang quang, bọ gậy để giảm lượng cái bệnh và nguy cơ truyền bệnh. Từ đầu năm đến nay, quận Liên Chiểu đã ghi nhận hơn 1.200 ca mắc sốt xuất huyết, tăng hàng chục lần so với thời điểm này năm ngoái. Tổng cộng đã có hơn 140 ổ dịch nhỏ được ngành y tế phối hợp với các địa phương xử lý, chủ yếu tại các khu vực có dân số đông, nhiều ao tù, cống rãnh, cũng như các khu nhà trọ ẩm thấp. Các phường có số ca mắc cao vẫn là Hòa Minh, Hòa Khánh Nam và Hòa Khánh Bắc. Trong thời gian qua, các tổ dân phố thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con nhân dân và có trách nhiệm, ý thức trong công tác giữ gìn vệ sinh ở của mình. Thì Ủy ban nhân phường đã chỉ đạo cho tổ dân phố, khu dân cư là 100% hộ dân phải có trách nhiệm ngoài việc tự dọn vệ sinh môi trường nở ra thì có trách nhiệm với cộng đồng, ra khu dân cư, ra nơi công cộng để diệt lăng quăng bọ gậy. Làm sao để công tác tuyên truyền nó đến với người dân và người dân hiểu được cái mức độ nguy hiểm của bệnh và cái cách phòng bệnh, đặc biệt là cái phương pháp diệt bọ gậy, lăng quăng và tránh muỗi đốt. Và người dân mà ý thức được như thế thì mới hạn chế được ca mắc. Hiện nay, thời tiết mùa hè vẫn đang nóng ẩm, mưa nhiều. Đây là điều kiện thuận lợi để muỗi sinh sôi gây bệnh sốt xuất huyết. Để ngăn chặn dịch bùng phát, quận Liên Chiểu duy trì thường xuyên việc ra quân khơi thông cống rãnh, dọn vệ sinh môi trường, lật cấp các vật dụng chứa nước diệt bọ gậy. Các địa phương cũng tăng cường kiểm tra xử lý các tổ chức, hộ gia đình cố tình không hợp tác với chính quyền, ngành y tế trong phòng chống dịch sốt xuất huyết.